Xin chào mọi người, lại là Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Linh. Hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau swatch những cây son của Hàn Quốc, nhưng không phải là những dòng son drugstore đang hot mà là những cây son thuộc phân khúc đắt tiền hơn. Và trong tay Linh thì là những cây son của nhãn hàng Hera. Đây là một trong những cái nhãn hàng make up mỹ phẩm ở bên Hàn Quốc thuộc tập đoàn Orma Pacific mà Linh thấy khá là nổi tiếng và nó thuộc phân khúc high end, thế nên là chủ đề của video ngày hôm nay chính là thử son xịn tập 13 nhá. Nếu như mọi người không biết thì Jennie trong thuộc nhóm Blackpink là đại diện của nhãn hàng Hera này. Thế nên là trong vòng 1 năm trở lại đây thì Linh cảm thấy là những cây son Hera hay là những cái sản phẩm make up của Hera nó trở nên được chú ý nhiều hơn ấy, có lẽ là bởi vì Jennie đó mọi người. Trong video này thì bọn mình sẽ cùng nhau khám phá cái chất son của từng dòng một và xem là có cái nào hay, có cái nào dở, có cái nào nên mua, có cái nào nên tránh để mọi người có thể tiết kiệm tiền nhá. Còn bây giờ thì bạn nào mà đang băn khoăn về những cây son Hera ở trên tay Linh đây thì bọn mình sẽ tiếp tục bắt đầu với cả video ngày hôm nay nhá. Bắt đầu thôi. Bọn mình sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về ba dòng Sensual Spicy Nude Gloss, Sensual Spicy Nude Balm và Sensual Tint Color Stain này nhé. Đầu tiên là dòng Sensual Spicy Nude Gloss. Đây là dòng son Hera nổi nhất bởi vì Jennie làm hình ảnh quảng cáo cho dòng này khá là nhiều. Vỏ son của Hera thuộc dòng Sensual Nude đều rất là đẹp và thời thượng, chưa kể cấu tạo vỏ rất là chắc chắn và xịn sò nữa, xứng đáng với cả hình ảnh son cao cấp của Hàn. Đầu chổi mập tròn như là hình dáng của một chú cá voi vậy. Nếu như mọi người mở nắp ra thì sẽ nghe thấy tiếng mút cái pặc. Thế nên là mình nghĩ son này giữ khá là chặt. Đầu son tán rất là dễ, kể cả ở khóe môi, lượng son lấy ra vừa đủ. Em này là dạng son bóng có hiệu ứng và công thức để làm căng môi. Từ spicy trong tên son ám chỉ hiệu ứng kích thích mát mát trên môi, khiến môi trông đầy đặn và 3D hơn. Là son bóng thế nên là màu son sẽ lên kiểu mỏng nước, chất son không bị dày và cảm giác có nhiều dưỡng và không dính môi. Tiếp theo là dòng Sensual Spicy Nude Balm, cùng một dòng nude nhưng mà dáng vẻ của em này thì dài người hơn, thiết kế vỏ còn xinh hơn cả em nude gloss nữa vì bên trong thân ánh bạc phản chiếu qua vỏ rose gold bên ngoài, nhìn sang sáng thực sự. Bạn này thuộc dạng như kiểu son dưỡng, có màu như là mấy cây Dior Lip Glow ấy, nhưng mà vỏ thì còn đẹp hơn cả của Dior. Chất son dạng dưỡng nhưng mà độ lên màu cao hơn hẳn so với cả những cây Dior Lip Glow, phù hợp cho những bạn không phải là tín đồ của dòng son lì hay là bán lì. Nhìn Linh bôi demo thôi là thấy căng mọng rồi đúng không mọi người? Cuối cùng là cây Sensual Tint Bold Color Stain Lip Tint. Đây là dòng son duy nhất đợt này Linh mua của Hera có khả năng tint màu. Vỏ son cũng tương tự ngắn và to như cây Sensual Spicy Nude Gloss, chỉ khác là chữ in thương hiệu và nắp son thì có màu đen khác biệt. Nhìn thì cũng khá là đơn giản, xịn sò và chắc chắn, thế nên Linh khá là ưng về thiết kế. Đầu chổi son lại dạng vặt ngang, chỉ nghiêng một chút xíu. Đầu chổi hơi cứng, không có thể uốn thân được, thế nên là mình cảm thấy không có thích đầu chổi này cho lắm. Chất son được miêu tả là dạng son tint có khả năng lên màu rõ sắc với cấu tạo dạng kem mềm mượt nhưng mà lại lâu trôi. Một chút nữa swatch cụ thể hơn thì bọn mình cũng sẽ xem là nó có đúng như vậy không nhé. Để so sánh thì Sensual Spicy Nude Gloss và Sensual Spicy Nude Balm đều có chung một hiệu ứng để làm môi căng. Nếu nhìn qua mắt thường thì thực sự khó có thể mà miêu tả được. Hiệu ứng spicy trên môi không bị tê mà ngược lại kiểu kích thích mát rất chi là mát, như là được đắp lá bạc hà lên môi ấy. Mình cũng thấy môi trông mọng hơn nhưng mà không để ý lắm cho tới khi mình up chiếc ảnh này ở trên Instagram và có một bạn hỏi là có phải đợt này mình mới đi bơm môi không. Thế nên là mình nghĩ hiệu ứng làm căng môi thực sự là có nhá. Cả hai bạn này đều thuộc dạng thiên hướng son nhiều dưỡng, thế nên là sẽ không có khả năng bền màu đâu. Đối với Hera Sensual Tint là dòng son có bám duy nhất lần này thì Linh thấy chất son kem mềm nhưng mà không có độ phủ dày vừa vặn, thế nên tán ra nó cứ cảm giác hơi mỏng mỏng, nhạt nhòa và phải tán lại nhiều lần. Có thể là bởi vì thiết kế đầu chổi không tương xứng với cả cấu tạo son chăng. Một chút nữa thì bọn mình sẽ quay trở lại và review kỹ hơn một chút nhé. Đầu tiên là dòng Nude Gloss màu 422 Lingerie, là tông màu gắn liền với cả tên tuổi của Jennie Blackpink nhất vì được sử dụng làm hình ảnh quảng bá quá nhiều. Vậy nên độ hot của màu này thì mình khỏi bàn nhé. Shade này thì được miêu tả là tông màu hồng cam đào nha mọi người. Tùy trên nền môi và tông môi, sắc hồng hoặc cam sẽ lên nhiều hơn phụ thuộc vào điều đó.
Ví dụ như hình Jenny quảng cáo thì mình thấy là nó sẽ lên hơi cam đào nhiều hơn, trong khi mà lên môi mình thì nó sẽ thiên ứng ửng hồng đào nhẹ nhàng, lấp ló một tí tẹo tôn cam thôi nếu như mọi người phải rất là tinh mắt. Đánh phun môi thì sẽ rất là đẹp và mang lại cái độ phủ màu tốt nhất nếu như bạn nào có sắc tố viền môi hơi đậm như là mình. Nói chung thì nhìn màu này mình thấy cứ rất là gợi hè về trong lòng, make up khi kết hợp cùng cũng mang lại cái dáng vẻ rất là thuần khiết. Vì là son bóng thế nên là son không có độ bám màu đâu. Mọi người xem sẽ thấy là bạn mua một cái là bay màu gần hết luôn. Tẩy trang môi cũng rất là dễ dàng và hầu như là không bám lại được gì cả. Tiếp theo là màu 462 Speechless, là tông màu đậm nhất thuộc dòng Spicy Nude Gloss. Bạn này được miêu tả là tông màu hồng nâu, thiên hướng màu phù hợp sử dụng hơn khi mà thời tiết lạnh. Màu này lên môi mình khi tán mỏng sẽ ra màu hồng đất như là miêu tả, còn khi đánh phun môi thì sẽ bật lên màu nâu kiểu hạt rẻ đất nhiều hơn. Dù là như thế nào thì mình thấy màu này đều rất là đẹp và hợp với cả mình. Nhìn chung mà nói thì dòng Spicy Nude Gloss này sẽ dành cho các bạn môi khô, bởi vì chất son mút tưởng như là dính nhưng mà tán ra thì sẽ tạo ra một lớp màng dưỡng cực kỳ mềm môi và không bị dính vào môi khi mà mọi người bạm nhé. Điểm cộng của những cây son bóng lại có thêm cả những hiệu ứng như là bơm môi như thế này sẽ khiến cho mọi người nhìn trẻ trung và có sức sống đẫy đà hơn. Mặc dù vậy, tất nhiên điểm trừ sẽ là bộ bám không cao, phải đánh lại nhiều lần sau mỗi lần ăn. Bây giờ thì mọi người còn phải hay đeo khẩu trang nữa, thế nên chắc chắn là sẽ bị dính vào son rồi. Vậy nên là tùy vào sở thích hay là hoàn cảnh điều kiện của mọi người mà mọi người nên suy nghĩ xem là có nên mua hay không nhé. Đối với Linh thì Linh vẫn chấm bạn này là must buy, bởi vì em ý khá là hợp với cả nhu cầu sử dụng của mình và mình cũng rất là thích những cái dòng son bóng nữa. Cùng dòng Spicy Nude nhưng mà bọn mình chuyển sang dạng son bomb nhé. Như mình đã review nhẹ qua ở phía đầu video, em này là son thiên dưỡng dạng thỏi, có màu thời trang và cũng có tính năng spicy, giúp cho môi đầy đặn như là mới đi tiêm thẩm mỹ về vậy. Cây này là màu 279 Moody, được miêu tả là màu coral ấm. Khi nhìn màu này trên thỏi thì thực sự là mình chỉ nhìn thấy tông cam gạch ấm thôi. Mặc dù vậy, nếu đánh lòng môi một lớp thì màu sẽ ra đúng tông coral hài hòa, sắc hồng cam phớt rất là nhẹ. Khi đánh phun môi, màu son mới lên đậm màu cam ấm như là mình đánh. Nước da của Linh là màu trung bình, thế nên nó khá là hài hòa với cả nhiều màu son khác nhau. Màu này chính ra sẽ tương tự nhất với cả màu 462 Speechless mà mình mới đánh. Mặc dù vậy, cấu tạo nút bom khiến môi lên trông đục màu hơn. Chính vì vậy, sắc tố màu trông cũng sẽ đậm hơn nhiều so với cả dòng Spicy Nude Gloss. Tiếp tới là màu 429 Naked Almond, được miêu tả là tông màu nâu với hint nhẹ bên dưới là màu coral. Thực sự màu này nó rất là na ná với cả màu 279 mà mình mới swatch xong. Nếu như mà không để cạnh hình thì mình cũng không nhận rõ được sự khác biệt cho lắm. Mặc dù vậy thì màu 279 Moody sẽ thiên hơi hồng coral nhiều hơn là chủ đạo. Còn màu 429 thì sẽ thiên nâu và có trạng thái trầm lắng hơn. Sắc nâu của Naked Almond không bị trầm và đậm màu quá bởi vì có mix với cả tông coral ở bên dưới rồi. Nhìn màu nâu này thì đúng chuẩn là lá rơi mùa thu bên Hàn luôn ấy mọi người. Nó cứ đẹp đẹp đến khó tả, không già một chút nào cả, mang lại dáng vẻ thần thái mợi chảnh trong đan đông trendy đẹp tây tây vậy đó. Nói chung cũng như là dòng son gloss, nếu mọi người thích một cây son dưỡng dạng cao cấp như Dior nhưng mà vỏ xịn xò hơn rất là nhiều, cùng với cả bảng màu có màu sắc đậm hơn như những cây son này Sensual Spicy Nude Balm thì sẽ là một sự lựa chọn không tồi trong phân khúc son dưỡng có màu cao cấp đâu. Cuối cùng là dòng Sensual Tint Bold Color Stain Lip Tint, là dòng son duy nhất của Hera mình mua đợt này có tính năng bám màu dai môi. Màu này là 416 Subtle Beige, là màu hồng be cực kỳ xinh và hợp với các chị em làn văn phòng điệu đà thích ngựa ngựa giống Linh. Màu này đánh lòng môi hay là phun môi đều ra tông hồng be hết, chỉ khác về độ đậm nhạt màu mà thôi. Nói chung là Linh dùng màu này rất là nhiều bởi vì nó đúng phong cách hồng hường nhẹ nhàng của mình. Mặc dù vậy, nếu vote mua dòng Sensual Tint này thì Linh sẽ ít ngay một chữ không to tướng nhá. Nhìn đẹp như thế thôi và mang tiếng là son teen nhưng mà màu 416 này không có khả năng cầm cự được qua nổi một bữa cơm đâu mọi người. Thậm chí là uống một cốc nước thôi thì nó cũng sẽ nhạt. Ăn xong cái son bay luôn, nhạt nhòa như là cánh hồng phai. Nếu thấy teen thì chắc là một tí tẹo teo thôi, không đáng bao nhiêu cả, không xứng đáng với cả cái miêu tả của nó một chút nào cả. Nói chung nếu mà 416 được dựng thành phim thì nó sẽ là một cái kết rất là buồn. Chuyển qua màu khác thuộc dòng này là màu 357 Elegant Bordeaux. Màu này thì nghe tên thôi đã biết nó là tông màu kiểu đỏ rượu tím tím rồi đúng không mọi người?
Linh tìm soát ở trên mạng thì thấy trông cũng khá là xinh, nhưng mà đến lúc mua về thì mình không ưa màu này một tí nào cả. Khi đánh lồng môi thì sẽ lên tông đỏ pha rượu tím sệt ngang nhẹ một tí base hồng fuchsia. Vì có base hồng fuchsia thế nên là màu này đánh lồng môi chỉ hợp với các bạn da trắng như là các chị Hàn Quốc. Còn không thì hãy quên đi nhá. Mới tán lồng môi thì còn thấy đỏ đỏ nhẹ, nhưng mà càng bặm thì nó sẽ càng ra cái tông màu hồng tím fuchsia rợn rợn người. Khi đánh phun môi thì tông đỏ mới hiện hình, nhưng mà nói chung cũng không phải là một tông đỏ xuất sắc lắm đối với cả mình. Về độ bám thì màu này đậm hơn 416, thế nên là bám được lâu hơn, ăn xong vẫn còn bám và bám rất là kinh sau đó luôn. Nhưng mà tông bám base lại là màu hồng fuchsia như mọi người thấy lúc mình bặm môi, thế nên là mình lại ghét như là ban đầu vậy. Cho nên là màu này thì mình không thể nào mà yêu được, mặc dù là mình đã cố gắng không trang hoa một chút nào cả. Túm lại thì mọi người không nên mua Hera Sensuality nhé. Nếu như mà lỡ mua như mình thì đánh cố cũng được màu 416 khá là xinh. Anyway thì nói chung là hãy nghe mình đi, bởi vì mọi người sẽ tiết kiệm được 35.000 won, tương đương với khoảng tầm 666.500 đồng rồi đấy. Đây là tổng hợp arm swatch về 3 dòng son của Hera mà bọn mình đã cùng nhau khám phá ngày hôm nay. Mọi người đã tìm được cho bản thân tông màu nào ưng ý chưa? Hãy comment cho Linh biết nếu như mọi người đã từng sử dụng các cây son mà mình đã review trong video nhé. Và đó là tất cả những cây son Hera mà Linh đã review cho mọi người trong video ngày hôm nay. Đợt tới thì Linh sẽ tiếp tục mua một cái dòng Spicy Nude khác nhưng mà thuộc dạng matte. Và khi nào mà Linh có được em ấy trong tay thì Linh sẽ review sớm nhất có thể cho mọi người nhé. Và mọi người cũng đừng quên là comment cho Linh biết những cây son drugstore hay là high-end nào mà mọi người muốn Linh swatch trong thời gian sắp tới để Linh có thể mua và review cho mọi người sớm nhất có thể. Nếu như mọi người thích video ngày hôm nay thì đừng quên nhấn like để ủng cho video của Linh. Bạn nào mà chưa subscribe cho channel của mình thì cũng đừng quên nhấn nút subscribe ở phía cuối video để bọn mình có thể gặp lại nhau sớm nhất trong thời gian tới. Còn bây giờ thì Linh sẽ phải tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của Linh nhé. Bye bye.